Xin chào mừng tất cả quý vị đang trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Và cũng như thường ngày thì chúng tôi sẽ cung cấp cho tất cả quý vị những thông tin hay hấp dẫn đến tất cả quý vị để quý vị theo dõi để giải trí hàng ngày. Nếu như ai chưa bấm đăng ký thì hãy bấm vào đăng ký và nhấn vào cái chuông bên phải để nhận tin nhắn. Nếu quý vị yêu thích kênh của chúng tôi thì quý vị nhớ hãy cho một like và nhớ chia sẻ với những người cùng xem, ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi tin tức showbiz. Quang Lê hôn vợ cũ của Quang Hiếu. Sáng ngày 9 tháng 10, ca sĩ Quang Lê lộ hình ảnh ôm hôn hot girl Lê Vê, vợ cũ của Hồ Quang Hiếu trong một sự kiện mới đây, nhưng anh phủ nhận chuyện hẹn hò. Nói về những bức ảnh thân thiết, hot girl Lê Vê cho biết, tôi rất quý anh Quang Lê. Cả hai có quen biết nhau từ trước, anh Lê là người chủ động chụp hình với tôi. Hai anh em hợp tính, vui quá chụp cả tiếng đồng hồ với cả trăm tấm hình, lúc nào cũng không hay. Riêng phía Quang Lê cho biết cả hai chụp kỷ niệm, chứ không đến mức hẹn hò như lời đồn đoán. Trước đó một trong dịp chữ X fan cách đây 2 tuần, họ có những hành động thân mật bên nhau trước nhiều người lạ. Vì quá thân mật, nhiều khán giả cho rằng giữa giọng ca vì đầu mái tóc người thương và Lê Vê có mối quan hệ trên mức tình bạn. Ở tuổi 40, Quang Lê nhận được nhiều sự quan tâm vì chuyện hôn nhân. Anh cũng hiểu đã đến lúc nghĩ đến một mái ấm gia đình, nhưng chưa quyết định chấm ai làm vợ, dù có thể tìm hiểu nhiều đối tượng. Giọng ca đập vỡ cây đàn, đem chuyện tái hôn, ướm hỏi ba người con nuôi là Nguyễn Phú Quý, Quang Nhật và Phương Mỹ Chi. Nhưng được các con khuyên không nên vội vàng nếu chưa xác định được một nửa đích thực của mình. Dù các con nuôi cũng nếm trải cảm giác được gọi là ba như thế nào, tôi vẫn nghĩ nên có con ruột. Năm xưa, trong cuộc hôn nhân đầu mà tôi sinh con luôn, thì giờ tôi cũng có con lớn bằng Phương Mỹ Chi, Nguyễn Quý và Quang Nhật rồi. Nếu mọi việc suôn sẻ, có thể năm sau tôi sẽ kết hôn, Quang Lê nói. Trong khi đó, Lê Vê sinh năm 1992 và nổi tiếng qua cuộc hôn nhân chóng vánh với ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Lê Vê hiện kinh doanh yến sào, thi thoảng làm mẫu ảnh và đi hát. Cô kín tiếng về chuyện tình cảm nhưng thoải mái chia sẻ về cuộc sống sang chảnh, được ăn ngon, mặc đẹp và phi vu du lịch khắp nơi. Sau 4 năm chia tay chồng cũ Hồ Quang Hiếu, hot girl vẫn độc thân